tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Trước cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với người phụ nữ Samari, Ngài đã có mặt tại Jerusalem. Trước đó, những người Pharisêu đã bắt đầu loan tin rằng Chúa Giêsu đã làm phép rửa cho nhiều môn đệ hơn cả Gioan Tẩy Giả. Và có lẽ tin đồn này cũng gây ra những căng thẳng và khó chịu. Có lẽ đó cũng chính là lý do mà Chúa Giêsu quyết định rời khỏi nơi ấy. Đến bên bờ giếng, Chúa Giêsu quyết định dừng lại. Người cảm thấy mệt sau chuyến hành trình. Sự mệt mỏi đó cũng có thể do những tin đồn về người. Khi Chúa Giêsu đang nghỉ ngơi, một người phụ nữ Samari đến bên bờ giếng để múc nước. Cuộc gặp gỡ này diễn ra tại giếng Gia-cóp, nơi chốn mang tính biểu tượng cả trong đời sống thường nhật và trong cả đời sống tâm linh của người dân trong Kinh Thánh. Cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari bắt đầu với câu hỏi về nơi thờ phượng Thiên Chúa. Người phụ nữ Samari hỏi rằng: "Trong chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo Jerusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa." Chúa Giêsu liền trả lời: "Không phải trên núi này hay Jerusalem. Giờ đây những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế." Điều này vẫn tiếp tục xảy ra. Thay vì chung tay tìm kiếm sự hiệp nhất, sự tranh đấu và mâu thuẫn lại in hẳn lên mối tương quan giữa các giáo hội. Đó cũng chính là kinh nghiệm của giáo hội tại Basin. Trong những năm gần đây đã xảy ra, các giáo hội quá đề cao những điểm mạnh của chính họ, cũng như nhấn mạnh đến lợi ích dành cho những người gia nhận, dễ thu hút thêm nhiều thành viên mới. Một vài người nghĩ rằng giáo hội càng lớn thì số lượng thành viên phải càng lớn, mà sức mạnh của nó càng nhiều thì họ càng ở gần Chúa hơn. Họ xem bản thân họ như những người thờ phượng đích thực của Thiên Chúa. Và kết quả chính là sự bao bọc và thiếu tôn trọng với các tôn giáo cũng như các truyền thống khác. Cách thức cạnh tranh theo kiểu tiếp thị này vừa gây ra sự ngờ vực giữa các giáo hội, vừa tạo ra sự thiếu tin tưởng của xã hội đối với toàn thể cộng đồng Kitô giáo. Khi cuộc chiến nổi lên, giáo hội khác và trở thành kẻ thù, vậy thì ai mới là những người thờ phượng đích thực? Người thờ phượng đích thực không để cho cái luân lý đâu là người tốt hơn và đâu là kẻ tệ hơn của cuộc chiến ảnh hưởng đến đức tin. Chúng ta cần những bờ giếng để tựa vào, để nghỉ ngơi và để xua đi những mâu thuẫn, tranh chấp và bạo lực. Ta cần những nơi mà chúng ta có thể học biết rằng người thờ phượng đích thực thì thờ phượng trong Chúa Thánh Thần và sự thật. Suy gẫm đâu là nguyên nhân chính cho sự tranh chấp giữa các giáo hội nói chung và cộng đoàn chúng ta? Liệu chúng ta có thể tìm thấy giếng nước chung mà hết thảy cộng đoàn chúng ta có thể tựa vào mà nghỉ ngơi, tránh khỏi những mâu thuẫn và tranh chấp? Xin cộng đoàn quỳ và thinh lặng trong giây lát. Lạy Thiên Chúa, Đức tràn đầy ân sủng, các giáo hội của chúng con thường bị dẫn dắt bởi sự lựa chọn luận lý của sự tranh chấp. Xin tha thứ tội ngạo mạn của chúng con. Chúng con đã quá mệt mỏi với nhu cầu trở nên thứ nhất này. Xin cho chúng con được nghỉ ngơi bên giếng nước. Xin phục hồi chúng con bằng dòng nước hiệp nhất múc ra từ những lời nguyện cầu của chúng con. Nguyện xin Chúa Thánh Thần và là Đấng bay lượn trên mặt nước ngổn ngang, đem đến sự hiệp nhất từ những khác biệt của chúng con. Amen. Lạy Thiên Chúa muôn dân, xin dạy chúng con biết băng qua Samari để đến gặp anh chị em của chúng con ở những giáo hội khác.
xin cho chúng con đến đây một con tim rộng mở để chúng con có thể học được nhiều điều từ mỗi giáo hội và mỗi nền văn hóa. Chúng con nguyện xưng Ngài là nguồn mạch của sự hiệp nhất. Xin ban cho chúng con sự hiệp nhất mà Đức Kitô đã muốn cho chúng con. Amen. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Cùng với giáo hội chúng ta sống trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Chúa Kitô để xây dựng một xã hội, một thế giới yêu thương và công bằng để làm sáng danh Chúa. Ở đây để xứng đáng cử hành thánh lễ, chúng ta khiêm tốn sám hối những thiếu sót tội lỗi. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và ban ơn cứu xin thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hư, Chúa muốn làm cho những ai ly tan được trở về đoàn tu và những kẻ sum vầy được luôn hiệp nhất. Xin Chúa thương nhìn đến đoàn chiên của Đức Giêsu và cho mọi người đã nhận lãnh bí tích thánh tay được mãi đoàn kết với nhau và sống cùng một đức tin toàn vẹn, hầu chia sẻ một đức ai vững bền. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa chúng con,
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiền chi cùng Chúa, hết nhập với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách Samuel quyển thứ nhất. Hồi đó Đức Chúa phán với Samuel: người còn khóc thương Saul cho đến bao giờ? Khi ta đã gạt bỏ nó, không cho làm vua cai trị Israel nữa, ngươi hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên đường. Ta sai người đến gặp Giê-xê người Bethlehem, vì ta đã thấy trong các con trai nó một người ta muốn đặt làm vua. Ông Samuel thưa: con đi thế nào được? Vua Saul mà nghe biết thì vua sẽ giết con. Đức Chúa phán: ngươi hãy đem theo một con bò cái tơ và hãy nói: tôi tới đây là để dâng hy lễ đến Đức Chúa. Người sẽ mời Giê-xê đến dự hy lễ. Phần ta sẽ cho ngươi biết điều ngươi phải làm, và ngươi sẽ sức dầu tấn phong cho ta. Kẻ ta sẽ nói cho ngươi hay. Ông Samuel làm điều Đức Chúa đã phán. Ông đến Bethlehem và các kỳ mục trong thành run sợ ra đón ông. Họ nói: ông đến có phải là để đem bình an không? Ông trả lời: bình an. Tôi tới đây là để dâng hy lễ lên Đức Chúa. Các ông hãy thanh tẩy mình và đến dự hy lễ với tôi. Ông thanh tẩy ông Giê-xê và các con trai ông ấy và mời họ đến dự hy lễ. Khi họ đến, ông thấy Eliab, ông nghĩ: đúng rồi, người Đức Chúa sức dầu tấn phong đang ở trước mặt Đức Chúa đây. Nhưng Đức Chúa phán với ông Samuel: đừng xếp theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì ta sẽ gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm. Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng. Ông Giê-xê gọi Abinadab và cho cậu đi qua trước mặt Samuel. Nhưng ông Samuel nói: cả người này Đức Chúa cũng không chọn. Ông Giê-xê cho Sama đi qua. Nhưng ông Samuel nói: cả người này Đức Chúa cũng không chọn. Ông Giê-xê cho 7 người con trai đi qua trước mặt ông Samuel. Nhưng ông Samuel nói với ông Giê-xê: Đức Chúa không chọn những người này. Rồi ông lại hỏi ông Giê-xê: các con ông có mặt đầy đủ chưa? Ông Giê-xê trả lời: còn cháu út nữa, nó đang chăn chiên. Ông Samuel liền nói với ông Giê-xê: xin ông cho người đi tìm nó về, chúng ta sẽ không nhập tiệc trước khi nó tới đây. Ông Giê-xê cho người đi đón cậu về. Cậu có mái tóc hung, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. Đức Chúa phán với ông Samuel: đứng dậy, sức dầu tấn phong nó đi. Chính nó đó. Ông Samuel cầm lấy sừng đầu và sức dầu và cho cậu ở giữa các anh của cậu. Thần khí Đức Chúa nhập vào David từ ngày đó trở đi. Ông Samuel đứng dậy và đi Rama. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Xưa Chúa dùng thi kiên phán bảo những người yêu chúng rằng: ta phù trợ một trang dũng sĩ, cân nhắc lên một người che trong dân. Ta đã còn ta biết cả tôi tớ của ta. Ta đã tìm ra nghĩa bồng David, đã dâng dầu thanh tân phong người. Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ, tay quyền năng cùng có vững vàng. Ta đã còn ta biết cả tôi tớ của ta. Người sẽ thưa với ta: ngài chính là thân phụ, là Thiên Chúa tôn thờ, là nuôi đã cho con được cứu đỡ. Phần ta sẽ đặt người làm chương tư, cao cả hơn vua chúa trần gian. Ta đã đặt ta biết là tôi cơ của ta. Alleluia, Alleluia. Chúa phán, ta là sự sáng thế gian, ai theo ta
sẽ được ánh sáng ban sự sống. Alleluia. Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa, vinh danh Chúa. Vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi ngang qua đồng lúa. Dọc đường các môn đệ bứt lúa. Người Pha-ri-siêu liền nói với Đức Giêsu: Ông coi ngày Sa-bát mà họ làm điều gì vậy? Điều ấy không được phép làm. Người đáp: Các ông chưa đọc trong sách sao? David đã làm gì khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Người dưới thời thượng tế Abitha, ông vào nhà Thiên Chúa ăn bánh trưng tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế. Người nói tiếp: Rồi Sa-bát được đặt ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sa-bát. Bởi đó con người làm chủ cả ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa cộng đoàn phụng vụ, khi nói về luật pháp của con người, triết gia người Đức ông Copenhagen đã nói: Luật pháp cũng giống như một thứ mạng nhện, những con ong gấu thì vượt qua cách dễ dàng, còn những thứ ruồi nhặng thì kẹt lại. Quả thật đây là một sự đau lòng mà chúng ta chứng kiến mỗi ngày trên khắp thế giới. Những con ong gấu tức là những người làm ra luật, những kẻ có quyền thế trong tay, thường trôi qua những kẽ hở của luật pháp cách dễ dàng. Vì thế lực của đồng tiền vây cánh ô dù, giúp họ luôn đứng trên luật pháp mà chính họ lập ra. Vào thời Giê-xu chẳng có chuyện ô dù, nhưng có một số người tự cho mình có quyền lập ra luật, bắt người khác tuân giữ, còn mình thì chẳng đưa tay lay thử. Tin mừng hôm nay là khởi đầu của cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và những hạng người biệt phái luật sĩ, tự cho mình là kẻ nắm giữ lời luật. Chúa Giêsu không phải là một người vô kỷ luật. Ngài sinh ra khi cha mẹ tuân theo luật truyền, kiểm tra dân số và thi hành luật cắt bì. Và Ngài cũng đã có lần khẳng định: ta đến để chu toàn lời luật. Và luật đấy là gì nếu không phải là thứ luật yêu thương giúp cho con người hoàn thiện và nâng cao phẩm giá, đạo đức, nhân cách của con người? Luật lệ ấy đặt nền tảng trên tình yêu và làm cho con người thăng tiến, làm cho con người càng hoàn thiện mình hơn. Cho nên luật lệ là giúp cho con người biết yêu thương và có những cách thức hài hòa trong tương giao, trong liên đới, trong gặp gỡ nhau. Ước gì dưới ánh sáng lời Chúa hôm nay, và đặc biệt chúng ta đang sống trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, đấy cũng là những nguyên tắc luật lệ về tình yêu, về sự
nhận biết và tôn kính phượng thờ Thiên Chúa là cội nguồn tình yêu đích thực. Ngài cũng đã sáng tạo và an bài mọi sự theo luật yêu thương và nguyên tắc của đấng sáng lập, an bài và điều khiển mọi sự. Xin cho chúng ta sống trong tuần lễ hiệp nhất các tín hữu thì chúng ta cũng có được tương quan trong luật lệ mà giáo hội đã dạy là kính mến Chúa và yêu thương tha nhân. Vì chính như lời Thánh Phaolô đã dạy, khi chu toàn luật lệ, đó là luật yêu thương, thì con người thăng tiến và nâng cao nhận thức địa vị của chính bản thân mình. Vì mỗi người chúng ta là con cái Chúa, được Ngài yêu thương và chăm sóc, thì chúng ta cũng biết nhận ra luật lệ tôn trọng con người là phẩm giá, là hình ảnh của chính Thiên Chúa, cội nguồn tình yêu. Xin anh chị em hãy cầu nguyện đây, lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa mà biểu ơn cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa nhân từ, Chúa đã dùng hiến lễ duy nhất của Đức Kitô để quy tụ một đoàn con đông đảo, xin thương tình ban cho hội thánh Chúa ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thần là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí đáng, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đau và xin ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ con, nhờ Đức Kitô con yêu quý của Cha, Chúa đã soi dần chúng con nhận biết chân lý, để khi được kết hiệp trong cùng một đức tin và nhờ một phép rửa duy nhất, chúng con trở thành nhiệm thê của Người. Cùng chính nhờ Người, Chúa ban cho mọi dân tộc được nhận lành Chúa Thánh Thần, đấng phân phát mọi ân huệ và kiên tạo sự hiệp nhất. Chính Chúa Thánh Thần ngự trong tâm hồn các nghĩa tư, hiện diện trong toàn thể hội thánh để hướng dẫn chỉ huy. Vì thế hiệp với ca đoàn các thiên thần chúng con, ca ngợi Chúa và ân hoan tuyên xưng rằng: trời ơn đầy vinh quang Chúa,
Thầy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh quan của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người, cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ đi nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh đã chém cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được Kitô nên một nhà Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiên tạng hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng giám mục Phaolô và toàn thể hàng giáo sĩ. Nhưng thánh lễ hôm nay chúng con cũng hiệp ý cầu nguyện, xin ơn bình an, ơn như ý, cầu nguyện cho linh hồn Marta, Isabel, Pedro và các linh hồn. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương sau tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng như Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ, Thánh Giuse và toàn thể các thánh đạo sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người và mọi vinh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng, lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người đây chúng ta dám nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nhớ Cha chỉ đến, ý Cha đầy đến dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thường hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng kêu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin hãy thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng:
Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an, được hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hồng sông và hiên chi muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Chiên Thiên Chúa đã đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng dám Chúa cứ vào nhà con, nhưng xin Chúa ban hồn lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Trong mưa gió mãi
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự bí tích thánh thể là môi giới liên kết mọi người trong Chúa. Xin cho bí tích này cũng làm cho hội thánh luôn được hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giáo xứ chúng ta có bà Marta Lê Ngọc Vân, 51 tuổi, bà họ Phêrô qua đời. Chiều nay lúc 6 giờ có thánh lễ tại gia và sáng mai 5 giờ là thánh lễ an táng. Chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Marta. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Đã. Thank you.